Mở ra đội chương trình em gửi đến cái nhà bài nhạc Lấy Hơi, rồi sau đó em giao lưu cùng cả nhà. Anh Nguyễn Khải hả? Anh bình luận kênh lên rồi em giao lưu với anh nhé. Gửi đến cả nhà bài Phương Trời Xứ Lạ. Có chị phó chủ tịch còn em vô gửi bài cho em. Rồi chút xíu mà cố gắng nhau, không cố gắng hả bạn. Hôm nào anh ra đi em thẫn thờ trên phố nhỏ, mây chiều dặn lối đi em đứng nhìn mặt mắng bơ vơ, tóc xòa phù bờ sầu rưng rưng lệ, cho tròn cuộc tình mình yêu lúc ban đầu xa cách nhau. Bây giờ anh ở lại nơi phương trời xa xứ lạ, thương người em gái quê nơi quê nhà vẫn trong tình, phố cũ và đường khuya nay chỉ còn trong kỷ niệm. Sao đời gieo đắng cay để cho mình thương nhớ ai. Nay phố vắng em rồi, ai đưa đón em về cùng nhiều nhau điểm sao rơi. Ôm kỷ niệm duyên tình của chúng ta xem như là mây trôi, anh chỉ tìm lại em trong yên tình say môi mặn, mơ ngày mai lứa đôi để cho đời tim đắng cay. Nguyễn Khải à, mến chọn thành được. Mến chọn tâm đi. Bây giờ anh ở lại nơi phương trời xa xứ lạ, thương người em gái quê nơi quê nhà vẫn trong tình, còn trong kỷ niệm. Sao đời gieo đắng cay để cho mình thương nhớ anh. Nay phố vắng em rồi, ai đưa đón em về cùng dìu nhau điểm sao rơi. Ôm kỷ niệm duyên tình của chúng ta xem như là mây trôi, anh chỉ tìm lại em trong yên tình say môi mặn, mơ ngày mai lứa đôi để cho đời tim đắng cay. Anh chỉ tìm lại em trong yên tình say môi mặn, mơ ngày mai lứa